Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn cái quá trình mà mình đóng một cái kệ nước sơn. Mình muốn thay cái kệ nước sơn cũ ở trong cái tiệm mà mình không có tìm được cái kệ nào mà nó lớn bằng 4 cái mình đang có, cho nên mình quyết định mình đóng. Đây là lần đầu tiên mình làm cho nên mình cũng không có nhiều kinh nghiệm. Quý anh chị coi và nếu thấy mình làm mà có cái cách nào mà làm hay hơn á thì comment chị chia sẻ mình. Cảm ơn quý vị và các bạn. Kích thước của cái kệ mà mình đóng là bề ngang 7 feet, bề cao là 5 feet. Thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 tầng. Mình dùng gỗ này kích thước là 1 by 2. Cái gỗ vít mà để mà nối những cái L bracket là những cái thanh wood, những cái thanh gỗ lại với nhau, kích thước là 1 and 3/4. Thì trước khi bắt ốc vít vô thì mình có dùng cái lưỡi khoan nhỏ hơn để mình khoan cái lỗ pilot. Cái điều này nó rất là quan trọng, tại vì nếu mình không khoan cái này á, mình dẫn con ốc vô á, thì những cái thanh gỗ này rất là dễ bị tốt. Ở đây các bạn thấy mình có dùng một cái thanh gỗ ngắn. Thì cái thanh này là mình cắt hai thanh để mình làm cái gọi là cái template để những cái khoảng cách giữa các thanh gỗ bạn. Sau khi mình cắt theo kích thước mình muốn hết rồi thì cái việc mình cần làm bây giờ chỉ là khoan lỗ và bắt ốc vô thôi. Cái quá trình đóng cái kệ thì tới đây là gần xong rồi các bạn. Mình đang đóng những cái thanh nẹp ở bên ngoài để mà nó giữ những cái chai nước sơn như mình để lên. Nếu mà không có những cái thanh này thì nó sẽ rất là dễ rớt xuống khi mà mình lấy ra lấy vô. Mình nghĩ ở cái kệ nhỏ này thì cần thiết. Nhưng nếu mà mình đóng cái kệ khác lớn hơn, cái bề ngang khoảng từ 4 đến 5 inch thì mình nghĩ chắc cũng không có cần.
Ở đây mình dùng đinh thôi, mình chỉ dùng đinh rồi búa mình đóng vô thôi. Sau khi mà mình dùng máy mài, mình mài cho nó nhẵn, nó láng hết các cạnh, các bề mặt của cái thề á, thì ở cái bước này các bạn có thể đánh bóng nó bằng clear polyurethane, hoặc là mình dùng stain để mình stain nó, hoặc là các bạn có thể sơn nó bất cứ cái màu nào các bạn muốn. Mình thì quyết định là mình để cái màu gỗ nó tự nhiên luôn. Mình cũng không có stain nó bằng cái clear hay bằng cái màu khác, thì mình cảm thấy không cần thiết. Thế là mình chỉ có 2-3 tiếng để mình đóng cái kệ này thôi. Ra mình quyết định gắn thử lên luôn. Do cái kệ này nó cũng nhỏ và nhẹ cho nên mình dùng tắc kê thông thường, khoảng chừng 1.5 inch cho tới 2 inch vậy đó, mình bắt thẳng vô tường luôn. Nếu mà cái kệ mà lớn hơn, các bạn để bột và để tất cả các loại sơn cùng thì chúng mình phải dùng cái tắc kê lớn hơn nữa để nó chịu được lực lớn hơn. Bây giờ mình chỉ dán lên tường thôi. Vậy là gần xong rồi các bạn. Bây giờ mình đang sắp xếp những cái nước sơn mình còn để lên trên kệ thôi. Còn những đóng cái kệ và gắn lên tường là xong xuôi hết rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hy vọng các bạn sẽ để lại một like, share hay comment gì đó. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Yeah, I'm here. 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 Yeah, I'm